Hôm nay chúng ta tới cái phần là thuyết phục khách hàng. Thì các bạn thấy là những cái phần trước á, mình đã chia sẻ với các bạn rồi, là cuối cùng á, khi khách hàng họ mua á, là họ cực kỳ quan tâm đến cái chất lượng sản phẩm. Thì dĩ nhiên là chúng ta luôn bị đánh lừa ở cái chỗ là lúc đầu là họ cứ đòi hỏi giá, họ đòi giá rẻ. Tuy nhiên về một cái yếu tố rất là quan trọng là khách hàng họ mua bởi vì cái sản phẩm phải có chất lượng, phải đáp ứng được nhu cầu của họ. Thì nó không đáp ứng nhu cầu của họ thì tất cả mọi giá cả nó đều không giải quyết được. Đó. Họ cần cái sản phẩm chất lượng để dành dùng cho giải quyết cái vấn đề của họ. Vậy thì cái tâm lý của khách hàng á, cái điều thứ nhất là chúng ta phải thuyết phục làm sao để cho khách hàng thấy nhận ra được rằng sản phẩm của chúng ta có chất lượng. Tuy nhiên các bạn phải hiểu cái diễn biến của tâm lý của khách hàng. Hiểu chỗ nào ạ? Tâm lý khách hàng thì thích mua hàng sản phẩm có chất lượng. Tuy nhiên họ lại gì ạ? Họ nghi ngờ về chất lượng. Các bạn hình dung ra chỗ này chưa? Tức là ví dụ như là họ muốn mua cái chiếc xe máy đó là phải có chất lượng, nhưng mà họ lại e ngại rằng là xe máy này làm không đủ chất lượng. Bạn hình dung ra cái tâm lý không? Họ muốn mua, họ muốn ăn một cái tô phở rất là ngon, nhưng mà họ nghi ngờ rằng trước khi họ ăn á, trước khi họ mua tô phở đó, họ nghi ngờ rằng sợ cái tô phở này chúng ta làm nó không có tốt. Vậy thì các bạn cần phải có cái quy trình thuyết phục để cho khách hàng tin tưởng rằng cái sản phẩm này của chúng ta nó có chất lượng. Các bạn hình dung ra điều này mà. Do khách hàng á, một yếu tố đó là do khách hàng á, họ chưa dùng. Từng khách hàng mới họ chưa dùng nên họ không đánh giá được chất lượng. Nên bạn cần phải gì ạ? Phải làm sao để cho khách hàng thấy được sản phẩm ta là chất lượng. Nên là các bạn thấy là có những cái công ty á, thường là nó cho khách hàng trải nghiệm trước. Hoặc là cho sản phẩm mẫu để thử. Hoặc có những công ty á, là họ có những sản phẩm thì không thử được thì họ chứng minh ra bằng những cái hình ảnh. Bằng những cái cảm nhận khách hàng. Hoặc có những cái công ty á, các bạn thấy họ như thế nào ạ? Như ví dụ như chúng ta bán cá, bán thịt đồ á, những cái người đó thì các bạn thấy họ trưng ra. Họ trưng ra rất là rõ ràng. Những cái phần thịt đồ rất là ngon. Mình ví dụ như là vừa rồi mình đi ăn á, thì ở bên Anh á họ có cái cách trưng bày hàng hóa. Đặc biệt là mình vào cái cửa hàng thịt các bạn không? Họ trưng bày thịt đâu đó sạch sẽ hết rồi các bạn. Thịt đâu đó rất là sạch sẽ. Họ trưng bày trong cái tủ kính mà ướp lạnh luôn. Và vào đó nó không có hôi, nó không có tanh gì đó. Và công nhận nhìn vào là thấy sướng. Rau rác cũng vậy. Họ để từng quả trong cái tủ quầy rồi chín, các bạn thấy những cái trái ngon đó các bạn bóc bỏ chuối, cà chua rồi tất cả mọi loại cà chua lớn thì là họ để riêng. Cà chua vừa, họ để riêng cái nhóm vừa. Cà chua nhỏ, các bạn họ phân ra 4 loại cà chua. Không phải như ở mình là chúng ta để mình mà làm gì cái nó nằm hết rồi mua mới từ từ bóc lựa bỏ sao, không phải. Của họ là bự riêng, vừa riêng, họ riêng rồi bắt đầu họ còn khuyên nữa, bự như vậy nè, cà phê bự, cà chua bự vậy nè thì mình làm gì, cà chua vừa làm gì, cà chua nhỏ làm gì, cà chua nhỏ như vậy thì họ khuyên mình hay làm salad á, chừng rồi bỏ nguyên cái trái cà chua vô. Các bạn chưa, tức là để họ chứng minh ra được sản phẩm có chất lượng, họ đã chọn lọc rất là kỹ. Vậy thì các bạn đã có cái cách nào để chứng minh cho khách hàng thấy là sản phẩm của chúng ta chất lượng chưa? Hay là chúng ta cứ mãi chúng ta nói là sản phẩm chúng ta chất lượng ABC rồi nhưng mà lại chúng ta không cho khách hàng thấy cái điều đó? Hoặc là một cái doanh nghiệp họ bán về bất động sản, các bạn thấy không ạ? Là họ làm cái nhà mẫu lên rồi họ làm cái nhà demo nữa, nguyên một cái nhà demo để chúng ta thấy toàn bộ cái khu vực đó. Rồi họ làm cái nhà mẫu để các bạn tự đi vào bạn xem đó, cái khung cảnh đó nó như là cái hàng thật cho đó. Rồi từ cái nhà bếp, từ cái toilet, từ cái giường, từ cái tường, từ cái sàn, họ làm cho các bạn thấy hết để bạn chứng minh ra được, bạn hình dung ra được sản phẩm đó là có chất lượng. Các bạn hình dung ra điều này gì chưa? Nên là một trong những cái yếu tố mà để các bạn bán được hàng là các bạn phải tập trung chứng minh bằng hình ảnh, bằng sản phẩm mẫu, bằng cảm nhận của khách hàng, bằng những cái bài báo của các chuyên gia để chúng ta thuyết phục rằng sản phẩm của chúng ta
đạt được chất lượng cái thằng mong muốn. Đó.